Công đoàn Công an tỉnh Đắk Lắk vừa cấp phát móc khóa an ninh cho người dân ở huyện Chư Quynh. Cách làm này sẽ giúp cho mọi người dễ dàng kết nối với các trang nhóm Zalo an ninh của lực lượng công an để báo tin, tố giác tội phạm. Gần 2 năm qua, Công an tỉnh Đắk Lắk đã triển khai thực hiện mô hình Zalo kết nối mạng xã hội bình yên cho mỗi gia đình. Bước đầu, mô hình này đã đạt hiệu quả trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trong đợt này, Công đoàn Công an tỉnh đã tổ chức làm và cấp phát 800 chiếc móc khóa an ninh cho người dân trên địa bàn 8 xã ở huyện Chư Quynh. Trên mỗi móc khóa an ninh này có số điện thoại của trực ban, của trưởng công an các xã và có mã QR của trang Zalo công an huyện và trang Zalo của công an xã. Người dân móc vào chùm chìa khóa luôn mang theo, khi có chuyện cần sẽ dễ dàng nhanh chóng điện thoại báo hoặc quét mã QR vào các trang Zalo an ninh trật tự của công an để cung cấp thông tin hình ảnh tố giác tội phạm. Những cái móc khóa an ninh này có cái số điện thoại của công an xã và công an huyện, rất tiện lợi cho người dân mỗi khi cần một cái sự việc gì cần thiết đấy, thì để gọi đến trực tiếp luôn. Công an xã quan tâm đến người dân như thế này thì nói chung là người dân rất ủng hộ và rất biết ơn. Trong thời gian tới là rất mong muốn có những cái mô hình sáng tạo nhiều hơn nữa, hay hơn nữa để giúp đỡ cho người dân được thuận lợi, đảm bảo trật tự cho người dân được yên ổn làm ăn để phát triển kinh tế yên ổn. Đây là một cái thuận lợi rất là tiện cho bà con. Một khi chúng ta đi làm ăn xa hay là một khi chúng ta đi làm rừng làm rẫy, chúng ta có cái móc khóa an ninh này, chúng ta đang ở trên rừng trên rẫy mà có những cái sự việc gì đó bất tiện xảy ra với con người thì chúng ta sẽ có cái số điện thoại đã cài ở trên cái móc khóa an ninh này, thì chúng ta sẽ điện cho trưởng công an xã hay là các công an đang trực ở huyện, mang lại lợi ích thuận tiện thiết thực và cập nhật một cách nhanh chóng về thời gian cho ngành cảnh sát cũng như là bảo vệ an ninh cho bà con nhân dân. Công đoàn Công an tỉnh đã phát minh ra thêm một cái sáng kiến nữa, đó là đưa Zalo kết nối bình yên đến tới sâu rộng hơn trong quần chúng nhân dân thông qua cái mô hình móc khóa an ninh, trong đó gồm có mã QR, Zalo của công an huyện, công an xã. Nếu người dân tố giác tin nhóm tội phạm thì có thể là nhắn trực tiếp vô Zalo để lực lượng công an nắm được một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất và hình ảnh trung thực nhất. Còn đối với lại cái số điện thoại ở trên thì đối với là những cái người mà người ta không có điện thoại smartphone và thì khi có việc thì người ta sẽ nhanh chóng nắm được cái số điện thoại của lực lượng công an xã, công an huyện ở trên cái móc khóa an ninh đó để có thể là họ báo án hoặc là có những cái vụ việc cần công đến lực lượng công an giúp đỡ thì là họ thì có thể là liên hệ một cách nhanh nhất. Việc triển khai mô hình móc khóa an ninh như thế này là rất thiết thực, góp phần lan tỏa sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên mạng xã hội. Hy vọng cách làm này sẽ được nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh Đắk Lắk và cả nước.